white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was hay turned là, to Tuấn Anh có cái bao gì mà nặng thế con? Ai cho con đấy? Ông nội. À ông nội cho, thế ông nội không nói là ông cho gì à? Thế đây mang vào đây, kéo vào đây bố phần nào. Ồ, con lợn hả? Ông có con lợn à? Để tôi xem sao con nào. Linh, Linh, Linh đan mới ra xem nào, Linh đan mới sờ tay xem nào. Ông cho gì nào? Đây là quả gì con nhỉ? Quả dừa. À quả dừa hả? Bây giờ mày đổ hết rồi, để quay ông cho những quả gì nào. Quả dừa. Ôm mấy quả lên à? Ôm nhiều nhờ. À hai quả dừa non này. À hai quả này là ông đã đẽo búa rồi à? Con này cứ kim măng này thấy ơi. Bốn quả. Ừ. À mang vào đây để bây giờ để bố đẽo ra để bố quân mình làm món rong câu thạch múa dừa nhá. Các con thích ăn không? Ừ, rồi ok. Bố đẽo ta đường xong lấy cái cà đầu lên mang ra như bố được nước này. Vâng. Bố cái cà này để được nước này. Ờ để đây bố, để bố ăn. Mà nói đi. Lấy cho anh cái ghế, anh bữa chân lắm rồi. Ah!
Đây bây giờ mỗi cho Thái làm một món rau câu nha. Thái cái máy xay đó. Ô đi ra được xay đó từ từ nó không có lợ. Tinh luôn đúng không? Ngon chưa? Ăn cái này đẹp da. Đẹp da. Tinh da ăn nhiều cho nó đẹp da đi. Đẹp cái dáng luôn nhờ. Ngon quá. Đấy, tay lùi ra từ từ của Thái rồi. Của Thái xong rồi. Lùi ra cho bố xay nhá. Ừ, đây cái này đẩy không có bắn nè. Nát chưa nè? À, chân hình luôn, chưa nát. Xay nữa chưa? Chưa nát rồi, để xay nữa. Ôi ngon lắm này, bây giờ mua đây nè. Trắng tinh chưa? Trắng. Tinh da lấy cái này bôi lên mặt nè cho nó trắng da này. Bóc luôn nè. Như bông luôn, như muối luôn nè. Giống như là cơm đó. Hết chưa? Đây, bây giờ bố sẽ vắt lấy nước cốt dừa nha. Đây là cái bột dừa bên này. Cái bột dừa bên này mình xay đấy. Trắng không? Trắng không? Trắng tinh. Này, trắng cho miếng này. Không ngọt. Cái này đổ nước cốt dừa vào đây cho bố đi, đổ nước dừa đi, nước dừa đổ vào đây cho bố này. Đổ dừa này. Đổ lên đi. Đổ lên đi. Anh tan rồi. Anh tan nước dừa thôi. Lấy thêm cho bố ít nước nữa. Ngon quá. Bóp cái này cho nó ra nước nha. Ít ra thôi, qua đời. Đổ một nửa này thôi, đổ nửa này thôi. Thôi, này thôi. Cho Linh Nhan với Tuấn Anh ăn ngon nhá.
Đây, đây, muốn rau câu thạch dừa cũng làm được ở đây. Bây giờ bố sẽ làm thành thái làm thành sợi bún nha. Bỏ vào trong quả dừa cho con ăn nha. Ok, vậy là đã xong món rau câu thạch bún dừa. Đây, các bạn nhìn xem những sợi bún trắng mốt được hòa trộn với lại nước dừa vừa thơm vừa ngọt lại mát. Và bây giờ là bố sẽ cho hai con chó tít của bố thưởng thức nhé. Nào, hai con nào. Anh em thèm chưa? Thì đã giải chưa? Anh Tuấn ăn thử đi, sẽ thúc cho em ăn với nào. Mời tất cả các bạn cùng ăn nha. Rồi, anh Tuấn ăn xem nào. Buồn quá. Buồn lắm các bạn ạ. Bố mình làm năm mà quăng. Thôi, anh em ăn luôn nhanh để chào tạm biệt tất cả các bạn này.